Chào tất cả mọi người, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách phát âm đuôi ED làm thế nào cho đúng nhé. Trong tiếng Anh thì có những động từ có quy tắc, khi chúng ta chia thời quá khứ thường hoặc là quá khứ hoàn thành thì chúng ta phải thêm vào những động từ có quy tắc đó đuôi ED. Tuy nhiên thì không phải là cách đọc lúc nào cũng giống nhau, vì vậy mà chúng ta cần phải có một lesson để learn về điều này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về đuôi IT. Nếu như chúng ta nhìn thấy là ở cuối cái đuôi của động từ kết thúc bằng T hoặc là D thì chúng ta khi mà chia sang thời quá khứ thì chúng ta sẽ đọc đuôi IT. Ví dụ want, wanted, need, needed, had, headed. Cái đấy thì ai cũng biết rồi, nhưng bây giờ mình mới đến cái phần khó hơn này, là lúc nào thì phát âm thành đuôi T, lúc nào thì là T. Mặc dù là cái T và cái D này khi mà người Anh người ta nói hoặc là người Mỹ người ta nói, người Úc người ta nói thì mình không có nghe rõ lắm đâu. Thế nhưng mà bởi vì bây giờ mình đang học và mình muốn là điểm IELTS nó thật là cao trong cái phần speaking, cho nên là chúng ta phải chuẩn. Để hiểu được lúc nào thì chúng ta nói T và lúc nào chúng ta nói D thì chúng ta sẽ phải hiểu thế nào là âm câm. Âm câm là những âm mà khi mà phát âm á, mình để tay vào chỗ họng này này, mình không thấy cái họng của mình rung. Động từ giúp, help, ở cuối có chữ P, và bây giờ mình thử phát âm chữ P nào. Mình thấy là hơi phát âm ra ở miệng rất là mạnh, nhưng mà nếu mình đặt tay ở đây thì mình không thấy là cuống họng bị rung. Tiếp theo là từ K, ở trong ask là hỏi, ask, nhưng mà ở đây thì không rung một chút nào. Rồi sniff, ngửi, to sniff, mát cả tay, nhưng mà chỗ này thì lại không rung tí nào. Cũng là tiếp tục phờ nè, laugh, laugh, cười, laugh, đây không rung. Sờ nè, wash, wash, giặt rũ, wash, wash, hơi ở da rất mạnh, ở đây không có gì. Chờ, watch, watch, đây không có gì, nhưng mà đây, watch. Hôn nhau, kiss, kiss, đây không thấy, không thấy gì, nhưng mà đây thì mình lại thấy rõ. Kiss cũng là cái âm câm. Âm câm có nghĩa là âm mà nó không rung ở trong cổ họng mà nó chỉ có hơi ra ngoài. Rồi dance cũng là đuôi s ở cuối, viết là ce nhưng mà đọc là s là dance. Rồi fix, viết cuối là đuôi x, thế nhưng mà khi mà phát âm ra cũng là s, fix. Vậy thì cái đuôi của các động từ có quy tắc khi mà chúng ta có đuôi P, đuôi K, đuôi F, đuôi H, đuôi S, đuôi CH thì chúng ta đều sẽ chuyển sang, khi mà chúng ta chia quá khứ thì chúng ta thêm ED phát âm là T, T. Ví dụ help, helped, ask, asked, sniff, sniffed, laugh, laughed, wash, washed, watch, watched, kiss, kissed, dance, danced, fix, fixed. Ok, vậy là chúng ta đã xong với phần T, có nghĩa là với những âm câm. Tiếp theo chúng ta sẽ học cách phát âm đuôi như thế nào cho đúng nhé. Nếu mà chúng ta để tay lên vòng họng này và chúng ta thấy là cái âm cuối mà mình phát âm nó rung lên thì có nghĩa rằng là cái động từ đó khi chúng ta chia quá khứ có quy tắc thì nó sẽ được phát âm thành D. To call, called. To clean, cleaned. To offer, offered. To damage, damaged. To love, loved. To breathe, breathed. To amaze, amazed. To use, used. To follow, followed. To agree, agreed. To enjoy, enjoyed. Vậy kết luận là gì? Có nghĩa là những cái từ cuối nếu chúng ta để tay vào cổ họng này mà chúng ta thấy không rung thì chúng ta sẽ đọc là đuôi. Thế còn nếu như mà chúng ta để tay vào cổ họng và chúng ta thấy là cổ họng mình rung lên những cái từ cuối đó thì chúng ta sẽ phải đọc là phát âm là D. Còn nếu mà những cái động từ nguyên thể mà nó rất là đơn giản là chỉ kết thúc bằng T hoặc là D thì chúng ta cứ đuôi did. Ok, hope that you enjoyed my lesson. Have fun, goodbye.